Kính thưa quý vị, những ai ngày nay muốn tìm cách để có một mức lương tốt thì được khuyên là nên hướng vào ngành chăm sóc sức khỏe. Các nghệ sĩ đã được một gia tăng tiền lương gần 10% kể từ khi suy thoái kinh tế chấm dứt. Trong khi đó, các lĩnh vực khác phải vật lộn để có được ngay cả một sự gia tăng khiêm tốn. Các ngành công nghiệp cần người tiêu dùng có tiền như ngành xây dựng hay ngành bán lẻ là những ngành công nghiệp đang gặp khó khăn. Do vậy, các nhân viên trong ngành bán lẻ đã chỉ có một tăng trưởng 1% tiền lương. Các nhân viên kỹ thuật cơ khí, lắp ráp, thợ mộc đã chỉ có từ 1 hoặc 2% gia tăng tiền lương. Đây là những ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vì những ngành này phụ thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô. Nghiên cứu của Salary.com cho thấy các công việc bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những công việc có rào cản thấp, do đó số người nộp đơn xin vào tăng cao hơn. Sa thải thường phổ biến hơn so với các giảm tiền lương trong thời kỳ suy thoái kinh tế và tác động nhiều hơn đến các nhân viên mới được tuyển dụng có mức lương thấp. Trong khi đó, ngành chăm sóc y tế, dược phẩm và các ngành công nghiệp IT đã chứng tỏ là những ngành chiến thắng lớn với mức gia tăng lương trong thời hậu khủng hoảng lớn nhất. Và theo cơ sở dữ liệu về tổng số vay mượn của các công ty nhỏ, thì sức mạnh trong các công ty của gia đình cũng đã giúp nhiều cho thị trường việc làm. Các số liệu cho thấy sự cải thiện trong các công ty xây dựng, các công ty nông nghiệp, các công ty vận tải và các công ty sản xuất. Có một số các hoạt động kinh tế tích cực được cho là tín hiệu tốt cho thị trường việc làm. Tuy nhiên, tiền lương chỉ đã tăng 4% từ năm 2007 cho đến năm 2012, một gia tăng khá thấp nếu so sánh với mức tăng trung bình hàng năm 3% trước thời kỳ khủng hoảng. Các dữ liệu mới nhất của chính phủ cũng không làm cho không khí lạc quan hơn. Mức thu nhập chỉ tăng 0.1% so với tháng trước và hoàn toàn bị xóa mất bởi lạm phát. Chi phí sinh hoạt hàng ngày đang tiếp tục đi lên, nợ của người tiêu dùng tiếp tục đi lên, do đó gần như người lao động đã không có được gia tăng lương thật sự. Trừ những nhân viên điều hành cao cấp, theo ước tính của Salary.com, lương của các giám đốc điều hành đã tăng 14% trong 3 năm qua.